Bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn 30 món ăn hàng ngày rất là quen thuộc của người Việt mà giúp người gầy tăng được cân. Tuy nhiên ấy, những bữa ăn này thì ai cũng có thể nấu được, nhưng ở đây có hai cái loại gia vị có thể nói là thần dược giúp cho người gầy tăng cân, thì Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn dần dần trong cái video của ngày hôm nay nhé. Và món đầu tiên là món hàu, chả mộc. Nguyên liệu để nấu món này đấy là gồm hàu. Hàu thì ở Hải Phòng có hàu Cát Bà. Chả mộc là cái giò sống đấy. Đây là rau sống và đây là bún. Còn đây là các gia vị: hành, tỏi, cà chua và một chút chanh. Các bạn muốn ăn ngon hơn một chút, sang hơn một chút đi thì các bạn có ớt chuông. Và đặc biệt ở trong cái món canh hàu chả mộc này đấy, có một loại gia vị cực kỳ bí mật, nó làm nên hương vị cho toàn bộ cái món ăn này. Đó chính là mẻ và nước tỏi ớt. Nước giấm tỏi ớt. Hai nguyên liệu này là Kim Toàn tự làm. Còn trong cái quá trình mà các bạn muốn sử dụng hay là muốn học cái cách chế biến những cái thực phẩm này đấy, Kim Toàn đã có một cái video chia sẻ rất rõ về cái cách làm và chế biến hai loại thực phẩm này. Rồi sau đây mời các bạn vào bếp cùng với Kim Toàn nhé. Đầu tiên chúng ta đã phi hành mỡ nhé. Một chút dầu thôi, không cần nhiều đúng không ạ? Đúng không ạ? Bắt đầu thơm rồi đấy. Chúng ta cho tiếp cà chua vào. Chờ cà chua mềm ra một chút thì chúng ta cho nước vào nhé. Tùy vào khẩu phần ăn, các bạn cho bao nhiêu nước là tùy. Kim Toàn nấu bữa này chỉ là một mình Kim Toàn ăn thôi, chính vì vậy chỉ hơn một chén tô một chút xíu thôi. Trong lúc chờ nước sôi thì chúng ta tranh thủ làm một chút rau sống nhé. Lý do tại sao các bạn cần phải ăn nhiều rau sống thì Kim Toàn đã chia sẻ khá là nhiều đúng không ạ? Các bạn có thể dùng ớt chuông đúng không ạ? Và thái sẵn gia vị ra. Canh hàu chả mộc ăn với bún và rau sống. Cho mộc vào trước. Các bạn để cho mộc chín hẳn đi nhé, rồi mới cho hàu. Tránh cái trường hợp là mộc chưa chín mà hàu thì đã teo mất rồi. Tại vì con hàu chúng ta chỉ để sôi một lát thôi. Nước sôi đấy thì chúng ta lấy một chút mẻ thôi, không cần nhiều. Và thêm một chút nước giấm tỏi, ớt, ngon cực kỳ luôn. Vừa phải đấy nhé, đừng để chua quá. Nếu như các bạn ăn được cay đấy thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một chút ớt. Sau khi mà mộc đã chín, đã nổi như thế này này thì là đã đòi ổn rồi. Chúng ta cho hàu vào. Rất đơn giản đúng không ạ? Trong cái quá trình nấu chúng ta cần phải điều chỉnh lửa liên tục nhá, tránh trường hợp bị bùng đấy. Các bạn lưu ý nhá, vì là hàu chín rất là nhanh, vì vậy chúng ta chỉ cần để sôi lên một lát thôi, chỉ khoảng tầm 3 phút thôi là được rồi. Tránh trường hợp để lâu quá thì hàu sẽ teo hết lại và mất hết là chất. Sau khi chín thì chúng ta sẽ đổ ra tô. Hành răm thì là chúng ta sẽ cho vào cuối cùng. Và đây là thành quả của Kim Toàn. Món hàu chả mộc rất tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới. Sau đây mời các bạn cùng ăn nhé. Hãy đăng ký kênh của Kim Toàn để nhận được ngay những video mới nhất của những bữa ăn của ngày tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.